Thưa quý vị, con số thương vong sau thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra sáng sớm ngày 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiếp tục gia tăng. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 9.600 người thiệt mạng. Con số này sẽ chưa dừng lại bởi lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết sức để xác định vị trí của những người thiệt mạng và cả sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của hàng nghìn tòa nhà bị sập. Thêm một người sống sót vừa được kéo ra sau 39 tiếng đồng hồ nằm dưới đống gạch đá đổ nát. Nơi đây được xem là tâm chấn của trận động đất, thành phố Karamanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc hàng nghìn người thiệt mạng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do động đất đã vượt quá năng lực cứu hộ cứu nạn của bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào. Không trông chờ vào lực lượng cứu hộ, nhiều người dân đã tự đào bới bằng tất cả các dụng cụ thô sơ hiện có. Họ cố gắng tìm kiếm những người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người hàng xóm. Tất cả các tòa nhà ở đây đều đã bị sập, bị phá hủy hoàn toàn, không còn dấu vết. Không tòa nhà nào còn trụ vững nữa. Chúng tôi đã đợi ở đây từ hôm qua. Lực lượng cứu hộ vừa mới đến. Đáng tiếc là họ đã đến quá muộn. Nhiều cơ sở phân phát thực phẩm đã được dựng lên, song vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu quá lớn của người dân các vùng bị thảm họa. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết đang cung cấp bộ bếp, nệm và lều cho những người bị ảnh hưởng vì thảm họa động đất. Nhiều tòa nhà trong các khu vực bị ảnh hưởng của động đất có cấu trúc không chắc chắn, có nguy cơ sụp đổ trong những ngày tới. Số người thiệt mạng được dự báo có thể lên tới 20.000 người khi các đội cứu hộ tiếp cận được thêm những khu vực bị ảnh hưởng nặng của trận động đất.